Hello các bạn. À, chúng ta đi qua một cái uh, API khác là query comment. À, và trước khi đi bắt đầu vào cái nội dung chi tiết á, mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là cái query comment là cái phức tạp nhất. Nhưng mà có một điểm may mắn là các bạn sẽ dùng cái query comment này rất rất nhiều khi dùng với database. Cho nên là khi các bạn dùng càng nhiều các bạn sẽ thấy uh, nó dễ hiểu hơn à? uh, và cái này các bạn phải làm nhé. Và một lần nữa cũng xin uh, nhắc lại là các bạn nên là thực hành uh, hands-on với AWS đặc biệt là cái chuỗi bài serverless này tại vì serverless là hầu hết các dịch vụ để đều nằm trong free tier ví dụ DynamoDB các bạn được 25GB uh, lưu trữ và có 200.000 read write request per month và chọn đời nên là uh, các bạn ngoài chuyện nghe, chuyện nhìn thì các bạn nên làm, tại vì khi các bạn làm các bạn sẽ nhớ lâu hơn thì quay về cái query command này, nó khác gì với get item thì đối với get item á uh, là các bạn sẽ lấy một cái item uh, một cái một cái dòng một cái item còn đối với query comment là các bạn sẽ lấy nhiều ha uh, ví dụ như này mình phải cung cấp cái partition key và một uh, cái value sql uh, hoặc query sẽ return tất cả những cái giá trị mà nằm trong partition key đấy mà nó thỏa những cái điều kiện liên quan đến tìm kiếm ha uh, return luôn luôn trả về một re, result set là một tập hoặc uh, là một mảng những cái dữ liệu À, ví dụ đây mình là chuẩn bị trước một cái table SOS mũ 2 để tránh mất thời gian của các bạn. À, tất nhiên cái này vẫn là đơn giản nha, chưa tới uh, chưa tới phần phức tạp của DynamoDB đâu, sau này các bạn làm single table design các bạn sẽ thấy rất nhiều hash ở đây nữa. Còn bây giờ mình đang làm cực kỳ cực kỳ đơn giản để các bạn hiểu những cái building block knowledge của DynamoDB trước khi chúng ta đi xa hơn. Thì chúng ta uh, ở cái table này mình đã dùng hai cái partition key và sort key, dùng uh, partition key là class ID và À, short key là student đi. Thì một lớp học sẽ có nhiều sinh viên. ha sự mình có lớp học CSS là có ông Việt và ông Ray, uh, Ron, engineer với phần à, Và chúng ta có lớp học là graduate, có David, có V có Vicky, có Việt ha. À, thì đây là hai lớp học. À, ông Việt này tham gia hai lớp này, Việt tham gia CSS và Việt tham gia Blues. À, nhưng mà combine là hai này luôn là duy nhất nha, không không có chuyện có một ông Việt thứ hai nằm trong lớp CSS này được. Tất nhiên trong ví dụ này mình không dùng ID là dạng à, xin ngẫu nhiên cho nó quá phức tạp không Mình đang giả định đây là những cái tập dữ liệu của mình uh, là bằng cái fixed value thôi Ví dụ trong thực tế có thể là ID các bạn sẽ là một chuỗi số mà nó sẽ là ngẫu nhiên nó sẽ rất là nhiều hoa tới thằng triệu hàng tỷ dòng ở đây Rồi chúng ta sẽ query ở đây Thì trước khi đi vào query thì chúng ta xem cái phần tài liệu của nó <laughs> Tài liệu của chúng ta này, DynamoDB, Query Command, rồi tạo class, Input, Um, index này. thì trong cái query comment này những cái chỉ số đấy mình sẽ nói sau nha. Uh, mình sẽ cần phải đặt tạo một cái gọi là key condition expression. đây chính là một cái uh, uh, gọi là một cái chuỗi uh, cái, cái điều kiện để mình lấy dữ liệu ra. ha thì mình để mình search cái này coi. copy cái này. cái này sẽ là cái quan trọng nhất. rồi các bạn xem này. key condition expression là một chuỗi chuỗi này sẽ gồm những cái phần thông tin những cái item này được được lấy về này thì trong cái phần partition key này sẽ cần phải có đặc tả cái partition key phải là phép bằng nhé có nghĩa này các em phải đặc tả là tìm những cái lớp học mà AWS à, hoặc là bằng CNS chứ không thể tìm một lớp học mà bắt đầu bằng chữ A được ví dụ AWS hay architecture đều bắt đầu bằng chữ A là không được đối với PK partition key sẽ luôn luôn phải là phép bằng còn cái short, short, key này cái student ID của mình là cái short key này thì các bạn có thể trượt có thể um, lớn hơn nó bằng có thể bằng có thể bé nó bằng gì đấy uh, nhưng mà cái partition key luôn phải là cái bằng chúng ta sẽ xem, xem tiếp phần tài liệu đối với phần partition key này bằng này short key này chúng ta sẽ có những cái toán tự khác nhau là có những phương pháp so sánh tất nhiên là bằng có này chúng ta sẽ làm cho một khoảng cái khoảng này nó sẽ tính theo uh, số hoặc là ký tự là tính nếu mà ký tự string thì sẽ là alpha alphabet uh, ví dụ như là mình bảo muốn tìm những cái user mà bắt đầu bằng uh, uh, short key này bắt đầu bằng chữ a và bé hơn chữ m chẳng hạn thì sẽ luôn luôn chỉ lấy ra david thôi nó sẽ so sánh chuỗi này này uh, D, A rồi nó sẽ bé hơn m chẳng hạn thì nó sẽ lấy được david còn những này sẽ không lấy được Uh, còn cái loại là chúng ta sẽ có một loại là begin with begin with là mình sẽ cần phải nhập vào hai cái tham số này uh, sort key này uh, uh, sort um, rồi cái value của mình ví dụ như là mình bảo là begin with chữ v chẳng hạn thì trả về là vicky việt nó sẽ trả về cho mình ba cái record uh, như vậy uh, thì chúng ta sẽ đi từng cái từng cái để mọi người sẽ bắt đầu hiểu vỡ lòng ra cái, cái việc này ha à, rồi chúng ta sẽ đi viết code Uh, mình sẽ quay về cái sample chúng ta ở trên này này à, phần đầu tiên nếu giống nhau chúng ta sẽ khai báo copy từ cái get item trước chúng ta làm này rồi reason chúng ta không dùng get, get comment mà chúng ta sẽ dùng cái query comment ha query thì mình lấy được một tập dữ liệu được <laughs> rồi chúng ta sẽ tạo một cái input bình thường luôn input rồi. input comment ở đây chúng ta sẽ tạo trong phần handler chúng ta ở đây rồi input à, lúc này chúng ta không dùng cái key ở đây nữa mà chúng ta sẽ dùng cái condition key condition expression rồi đóng ngoặc cái này sẽ là một chuỗi hả mình điều chỉnh này một tí rồi cái expression table name và region chúng ta sẽ tạo uh, từ cái lambda mình tạo sẵn cái function này trước thôi để các bạn đỡ phải chờ khi mà create cái uh, create cái lambda function này bây giờ mình sẽ để ở đây này cái expression mình sẽ class id bằng Uh, cái này sẽ là cái attribute name của mình ở đây ha và tiếp theo là cái giá trị của mình phải là bằng equals hay bằng cds gì đấy uh, mình sẽ làm một cách từ từ ha để mọi người sẽ bắt đầu là cái này đây chứ không không phải là cách mình làm nhá uh, nhưng mà mình sẽ làm cho nó để các bạn thấy nó nó lỗ như thế nào rồi query input uh, sau đó chúng ta sẽ gửi comment lên thôi này send comment rồi respond rồi chúng ta sẽ in cái respond chúng ta là Rồi bây giờ tạm thời chúng ta sẽ không xử lý phần uh, exception nha Để code nó đỡ nó không quá phức tạp với các bạn ngay từ ban đầu Rồi return result Chúng ta sẽ deploy Rồi chúng ta sẽ test Rồi test ở đây này Nó báo ở đây này Invalid condition expression multiple attribute name in one uh, condition thì ở đây sẽ là một cái rất là đặc biệt khi các bạn làm với DynamoDB thì trong cái phần mà các bạn làm key expression là các bạn sẽ không thể điền một cách giá trị một cách trực tiếp đây nên thông thường á mọi người sẽ cần phải khai báo kiểu này ha cái value của mình đó mình sẽ khai báo kiểu này expression value ở đây à, mình phải khai riêng một cái dòng khác ở đây đây thì trong expression value mình sẽ phải làm một cái a à. Cái dấu ở đây là dụ pk, mình đặt biến một cái biến pk ở đây này 2.pk Rồi chúng ta sẽ uh, Có một cái giá trị ở đây Trong ở đây mình sẽ điền một cái attribute, thực ra chỗ này tài liệu mình cũng thấy là nó Nó không rõ ràng lắm, thực ra chỗ này các bạn còn phải điền value và điền cái data type đây nữa Giống khi các bạn put item ở ờ, đây thì mình sẽ data type của mình sẽ là kiểu string rồi và cái giá trị của mình ở đây mình sẽ mình fix cái nha AWS thì nó sẽ class này bằng hai chấm này và đó là cái value ở đây và ta sẽ từ từ chúng ta sẽ cùng xem và cùng fix nha rồi chúng ta test đây test thì asset này à. ở đây nó hỏi cái quyền là DynamoDB query bây giờ chúng ta đi add quyền query thôi permission query này cũng khá giống bình thường các bạn làm đúng không ạ thì đối với mỗi một API các bạn sẽ cần có những cái quyền uh, để cho lambda có thể viết vào DynamoDB chẳng hạn hay là query chúng ta add inline per, uh, permission luôn ha rồi DynamoDB à, uh, chọn read uh, chọn query okay, query scan query ok query rồi chúng ta sẽ chọn table Um, this account, any reason, table sms demo 2 ha Tại vì table mình, mình đổi tên table, mình đổi table, mình ở đây rồi Mà đổi tên à, mình tạo table khác, muốn r n, next Query item policy Rồi, oh, chúng ta sẽ chờ một lúc, có thể chờ một lúc à, 7 giây gì đấy Nó quay về chúng ta chạy cái code chúng ta lại rồi đây chúng ta nhận được kết quả này, đúng không? ạ body này, đèn, uh, then, then, then item, các bạn thấy item đây là số nhiều đúng không? ạ chứng tỏ đây là nó luôn luôn trả về một mạng ha. Uh, rồi class aws rồi aws david này, aws v này, uh, aws tất nhiên nó sẽ trả về hết cho chúng ta. ở uh, đây thì để làm cái này thì mình sẽ mình sẽ thử ở đây để các bạn thấy uh, cần số chấm lock mà đi để rồi trong này mình sẽ điền cái len của mình respond chấm item item việt hòa chấm rồi chúng ta sẽ thử chạy lại nha trước khi chạy chúng ta sẽ xóa cái phần uh lock nó đi để chúng ta xem như chính xác ok rồi chúng ta nó xóa rồi à, ăn anh nên nói nói cho mẹ chị tuổi là ok à, bây giờ mình sẽ chạy lại Tất nhiên nó vẫn, nó vẫn trả ra kết quả như thường à. và chúng ta sẽ có response này trả về bốn record đúng không ạ? Đây bà AWS này. Đó thì các bạn thấy là chúng ta đã query được tất cả những học viên nằm trong lớp AWS rồi. Chúng ta sẽ xem trong cái phần log rồi đây response này metadata 200 uh, cao này hoặc là các bạn lấy item uh, response response.cao nó cũng ra nhé là item.lang cũng được này upchart bộ up up chúng ta nhận một cách rất là đúng à, vậy thì bây giờ chúng ta đã có cái attribute value chúng ta điền vào đây thì các bạn xem trong cái API của các bạn này các bạn sẽ thấy cái phần attribute uh, name attribute name ở đây là thay vì các bạn khai báo cái class ID này các bạn sẽ dùng cái này ở đây luôn sẽ, các bạn sẽ dùng là Thông thường mình dùng dấu thang, và các bạn xem rất nhiều tài liệu nó sẽ dùng đây các bạn sẽ dùng để dấu thang. À. Mình mình gõ cốt trước để rồi mình giải thích cho các bạn chỗ này. À, bởi vì á đôi khi một số attribute name là về reserve keyword cuộc của các bạn. tất nhiên trong trường hợp này các bạn là dùng nếu mà dùng class id chỗ này nó không nó không phải là reserve keyword là những kỳ cuộc database họ dùng trước ấy, họ họ dàn trước ấy. Uh, nên nếu mà giả sử thay của các bạn là cái nó phải là class id mà nó là một cái gì đó đặc biệt chẳng hạn thì các bạn sẽ không thể viết trong câu query này được. Uh, ví dụ bây giờ mình sẽ pk uh, mình sẽ để đây là gì uh, Uh, class ID ha. Yeah. thì tất nhiên trong trường hợp này thì các bạn class ID nó không phải là keyword của DynamoDB thì đây là danh sách những cái keyword của DynamoDB các bạn sẽ không thể đặt ở trong cái phần expression này được nhưng tất cả expression này, sau này các bạn là bạn sẽ không thể dùng các result cái cuộc này uh, ví dụ như là bây giờ các bạn có những cái cuộc ví dụ như là mình thấy hai rất hai phổ biến này uh, ví dụ mình đặt tên là name này. name là cái cuộc đặc biệt ha bây giờ nếu mà các bạn giả sử các bạn có một cái viết một cái viết một cái một cái expression mà có name ở đây là các bạn sẽ không được nha mà các bạn phải dùng theo, theo kiểu mà expression ở đây thì dần, dần dần, mình sẽ làm mình sẽ làm làm theo cách này ha và dần dần các bạn qua những cái bài phức tạp hơn các bạn sẽ thấy là cái expression attribute name và expression attribute value sẽ được sử dụng như thế nào còn trong phần expression condition này các bạn thông thường các bạn sẽ viết là dạng biến như này hết à, thăng rồi hai chấm và hai thông thường mình hay nói là cái thăng này sẽ là cái name còn hai chấm này sẽ là cái value của giá trị chúng ta ha thì bây giờ chúng ta sẽ thử deploy lại chúng nó sẽ chạy nó có nó có lỗi không nhỉ à, không có lỗi ha tại vì mình chỉ thay đổi cái phần biến thôi um, cái này sẽ là một cái các bạn sẽ cần phải rất là cân nhắc khi đặt tên cái um, cái attribute của mình trong cái table attribute là những cái này này class này đi đi name role gì đấy À, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tất các bạn viết những câu query à, trong phần dữ liệu của bạn mình thì bây giờ mình đang lấy được hết tất cả các cái à, học viên nằm trong lớp iOS nào nhưng mà bây giờ chúng ta chúng ta xem trong phần uh, API chúng ta có thể dùng cái begin with rồi between nữa ha thì chúng ta sẽ cùng xem trong bài tiếp theo để chẳng bạn này có giải cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ